Không luôn, tiền em Ford Red 28 siêu cộp vừa lên sóng, ông anh qua thấy cũng rất là đẹp và chốt ngay trong ngày, và bên cửa hàng cũng rất là cảm ơn anh hai ông anh đã mua ủng hộ cho em trai ô tô Hùng ha. Ford Red tiện về Bình Thuận nha anh chị, tiện về Bình Thuận ha. Nói chung là mình làm ăn uy tín là được khách hàng thương và khách hàng ủng hộ ha. Nói chung là xe chức xe cộp thì khách hàng lên chỉ có mua thôi, không có gì để mà chê hết. Thì nói chung thì xe này thì không có lỗi mà cũng máy móc chạy nổ rất là êm nên rất là chất ha, nên khách hàng người ta xem xe thì rất là ưng ý và chỉ mua thôi. Rồi bây giờ chúc cho anh chị đi tốt dùng bền nha. Thì bên cửa hàng hiện tại còn lại vài chiếc xe nè anh chị. Tối chiếc xe còn lại một chiếc xe Kia Morning 2010 số tự động nha anh chị, 2010 số tự động. Nói chung là xe rất là liền đạt và rất là đẹp, xe zin không lỗi nha. Đi chủng ô đô của nó được 102.000 cây anh chị ạ. 102.000 cây đi rất là chất, xe không còn rất là chất anh chị nha. Bên cửa hàng còn lại vài xe, nói chung là bữa giờ bán xe rất là chạy luôn anh chị ạ, bán sạch xe luôn, nên cửa hàng cũng còn đang cần nhập một số lượng xe để về phục vụ cho anh chị cần mua để sử dụng. Nên anh chị nào có nhu cầu muốn cần mua xe hay là cần bán xe nè, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em để được trao đổi với em nha, và gửi hình xe chi tiết, gửi đăng kiểm và báo giá cho em. Nếu mà hai bên trao đổi được thì em sẽ tới ngay nhà xem xe và mua trong ngày luôn anh chị ha. Nên anh chị nào có nhu cầu muốn bán xe thì cứ liên hệ với em, hoặc là có bạn bè hay là người thân muốn bán xe thì anh chị cứ liên hệ với em anh chị nha. Bây giờ thì nói chung là cửa hàng còn lại vài xe tại cửa hàng, em sẽ view và giới thiệu đến cho anh chị luôn, để xem nếu mà anh chị nào đang cần mua xe về sử dụng mà cảm thấy ưng ý những chiếc xe bên cửa hàng thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0978548858 để được trao đổi với em anh chị nha. Em sẽ gửi hình chi tiết và báo giá cho anh chị qua Zalo anh chị ha. Đây anh chị, cửa hàng của em nè. Anh chị nào mình muốn biết từ nhà mình lên đến cửa hàng bao nhiêu xa, anh chị có thể vô Google Maps nhấn vô là ô tô Quốc Hùng, sẽ hiện cửa hàng của em lên nè. Anh chị nhấn vô nút chỉ đường sẽ lên tới ngay cửa hàng của em luôn anh chị nha. Rất là thuận tiện anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em quay trở lại đối với chiếc xe Kia Morning 21 nè anh chị. Xe rất là zin, rất là đẹp nha anh chị. Xe bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng, không thủy kích, máy số zin, hộp số tự động anh chị ha, 2010 hộp số tự động. Xe đi rất là ít luôn anh chị đi mới có 101.000 cây thôi, đi rất là đầm chắc và rất là êm. Rất là đầm chắc. Nội thất nè anh chị thấy không, nội thất rất là đẹp nè anh chị. Vô lăng của nó nè, đẹp mê hồn chưa, quá trời đẹp nha anh chị ha. Đây ô đô của nó đi nè, ô đô của nó đi được 112.000 cây anh chị ha. Xe rất là đẹp, rất là liền nha anh chị. Tắp bi của nó nè anh chị thấy không, quá trời đẹp, quá trời liền ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em thử nổ máy lên và xem sơ lược cái xe nha, chạy rất là êm nha anh chị. Em sẽ dè nó lên đã, cam dè của nó nè ha. Rất là cam, nói chung là xe này là đồ chơi bịt bùng anh chị ạ. Cam dè, cam hành trình có đầy đủ hết anh chị ha. Hộp số tự động nè, có hộp số tự động nè, còn rất là đẹp anh chị. Xe đi rất là ít ha. Anh chị nào mà mình cần mua về để đi lại gia đình nè, đi xe này thì nhỏ gọn xinh xinh, rất là hợp lý cho những chị em phụ nữ mình mua về đi chợ nè ha, chở con đi học nè, hoặc là mình đi gia đình về quê, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu cho mình nha. Hộp số tự động đi rất là nhẹ nhàng và rất là thoải mái luôn. Xe này thì hộp số tự động máy 1.1 thì đi rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. 100 cây nó chỉ tầm khoảng 6 lít xăng thôi anh chị ha. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho mình. Nội thất anh chị xem ha, nếu mà anh chị gần về xe anh chị có thể cảm nhận được ha, nội thất nó là rất là đẹp, không có dấu hiệu bị mòn anh chị ha. Và đồng thời những cái nách cửa đồ cũng vậy ha, ốc tán đồ nguyên zin hết anh chị ạ. Gầm bệ máy móc nguyên zin hết, còn rất là đẹp anh chị nhé. Một bộ ghế da zin theo xe còn rất là đẹp luôn. Đây anh chị, ốc tán đồ nè ha, nguyên zin hết nha. Xe là bao anh chị nguyên zin hết, viết bằng văn bản tại cửa hàng anh chị ha. Đóng cửa nè, rất là khít và rất là liền. Nội thất nè, nhìn rất là đẹp nha anh chị. Anh chị nào mình đang cần tìm những cái dòng xe này mua tương tự thì anh chị có thể xem và tham khảo ha. Nói chung là lên quanh tầm khoảng 200 thôi. Đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình là
205 triệu nha, 2010, chuẩn chức gia đình không lỗi nha, xe rất là chất và rất là đẹp. 205 triệu thì anh chị nào có thiện chí lên xem xe, xác định mua thì bên cửa hàng có bớt lọc cho anh chị ha. Nên anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em, hoặc có thể lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem xe chi tiết anh chị nha. Anh chị lần đầu tiên xem kênh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho em trai ha. Đây, nội thất nè, sùng chị nè anh chị ha, nguyên zin hết nha, tem là đồ nè ha, còn nguyên zin hết, xe rất là đẹp, rất là zin anh chị à. Đây anh chị copy cái đó không vậy ha, rất là đẹp, rất là zin luôn anh chị nha. Xe này không mua thì mua xe gì nữa anh chị, dòng xe 5 chỗ thì xe này đi là khá là ok nha. Dáng hôm dáng của nó một cái màu sắc thì cũng rất là đẹp ha, xanh đọt chuối nha anh chị ha. Nhìn rất là đẹp cái xe anh chị nha, biển số 85A03850, xe rất là đẹp, rất là liền luôn anh chị ha. Rồi anh chị nào cảm thấy ưng ý nó thì cứ liên hệ với anh trai nha anh chị nha. Xe bao anh chị là đi không sướng, không lấy tiền nha. Bao anh chị mấy số zin, cam kết với anh chị là không va chạm cứng đụng, không thủy kích anh chị nha. Bao giấy ký bán rút hồ sơ về cho anh chị ha. Anh chị về huyện mình nhập thôi, gia tên thôi, không có chức là đơn giản nha. Nên là anh chị cứ yên tâm về phần giấy tờ pháp lý nha. Bên cửa hàng xe bao anh chị cam kết bằng văn bản chứ không có nói miệng anh chị à. Bây giờ thời buổi bây giờ là không có nói miệng nha luôn. Và đồng thời thì bên cửa hàng hiện tại là nói chung là trong cái thời buổi ế ẩm anh chị, nên là luôn luôn tiện chọn những chiếc xe đẹp và đủ chất lượng để về bán cho anh chị. Nên là bên cửa hàng nhập về bán rất là nhanh anh chị nha, bán rất là nhanh. Khách hàng không lên thôi, lên là chỉ có mua thôi đó. Nên là bán được rất là nhanh, nên cửa hàng nói chung là cả kho và cả cửa hàng luôn là hết xe rồi. Bên kho cũng hết xe rồi, mà cái cửa hàng thì cũng không còn xe nữa nha, còn có 4 xe thôi anh chị à. Nên anh chị nào có nhu cầu muốn bán xe thì anh chị cứ liên hệ với em nha. Cam kết với anh chị là sẽ mua được một cái giá tốt, chủ yếu là xe đẹp, xe zin nha anh chị. Em sẽ mua một cái giá tốt cho anh chị về để bán cho anh chị ha. Nên là anh chị cần bán xe thì cứ liên hệ với em trai ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Hiện tại bên cửa hàng thì còn lại một xe Innova G-Xịn 207 nha anh chị. G-Xịn 207 xe rất là đẹp và rất là liền luôn. Chuẩn chức xe gia đình, không kinh doanh dịch vụ nha anh chị. Bao anh chị là không dịch vụ taxi và không va chạm cứng đụng nha. Máy số zin, xe rất là liền lạc và rất là đẹp. Hiện tại thì bên cửa hàng màn hình Android nè, cam hành trình nè, có đầy đủ hết nè anh chị ha. Xe còn rất là liền lạc và sạch sẽ ha. Anh chị mua về sẵn đi thôi anh chị nha, đăng kiểm mới luôn, bên cửa hàng cũng đăng kiểm mới luôn. Chủ xe mới đăng kiểm xong là bán cho bên cửa hàng, nên là đăng kiểm mới luôn, anh chị mua về sẵn đi thôi. Đây anh chị, những cái ốc tán nè, nguyên zin hết nè anh chị ha. Đó, dục gà đồ cũng vậy ha, nguyên zin hết. Xe rất là liền lạc, rất là sạch sẽ ha. Một cái nội thất thì rất là đẹp, đẹp. Màn hình Android, cam hành trình có đầy đủ hết, cam lùi có đầy đủ hết nha anh chị nha. Nội thất nè, đẹp mê hồn cho anh chị, quá trời đẹp ha anh chị nha. Innova G-Xịn 207 ha anh chị ha. Đây nội thất nè ha. Màn hình Android, cam hành trình có đầy đủ hết cho anh chị rồi. Anh chị mua về sẵn việc dùng thôi, không cần phải làm gì nữa anh chị nha. Đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình là 235 triệu nha anh chị. 235 triệu đối với chiếc xe G-Xịn 207, chuẩn chức gia đình, không kinh doanh dịch vụ nha. Sơn zin còn khoảng nói chung là 60%, trên 60% mà em cam kết với anh chị là 60% ha. Màn hình Android có đầy đủ hết nha. Biển số là 79A35095. Hiện tại bên cửa hàng sẽ bao anh chị ký quyền xài tiếp cũng được nè, hoặc là ký bán rút hồ sơ cũng được anh chị nha. Giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng ha, và sẽ cam kết với anh chị bằng văn bản không va chạm cứng đụng, không thủy kích, không ngập nước anh chị nha. Và máy số zin ở xe rất là liền lạc và rất là đẹp luôn. Anh chị nào có thiện chí muốn mua xe này thì cứ liên hệ với em qua Zalo để em gửi hình chi tiết cho anh chị xem nha anh chị nha. Rồi ok, tiếp tục anh chị cùng em tiến hành qua đối với chiếc xe, quay sơ lược cho anh chị xem kỹ luôn anh chị ha. Đây vỏ nè, còn rất là cao, rất là đẹp ha. Mâm nè cũng còn rất là đẹp anh chị nha. Rồi gầm dè của nó nè anh chị, gầm dè của nó còn rất là đẹp ha. Gầm dè của nó còn rất là đẹp. Và đồng thời thì nội thất nè, cánh cửa nè ha, sùng chỉ đồ nè, zin hết, sùng chỉ đồ là zin hết anh chị nha. Zin hết, copy đồ cũng vậy ha, copy đồ cũng còn zin hết anh chị ha. Mấy đồ nhựa đồ cũng vậy,
nách cửa đó nè ha, zin hết, ốc tán nè, nguyên zin hết anh chị ha. Đó, xe rất là liền lạc, rất là sạch sẽ, rất là đẹp nha anh chị. Đó, nội thất nè, táp lô của nó nè ha, không dấu hiệu bị mòn anh chị ha, không dấu hiệu bị mòn. Đó, ghế nè ha, đây ba nách cửa nè, một chiếc xe là quan trọng nhất là nách cửa nè anh chị ha, ba nách cửa nè, đẹp hết sạch anh chị ha. Đó rồi, coi cánh cửa bên này luôn anh chị nha. Đó, cánh cửa này nè ha, tem zin nè ha. Đó, còn nguyên ha, sùng chỉ zin hết, chung là xe này là sùng chỉ zin hết nha, không thiếu phần nào nè anh chị nha. Cabin nè, đẹp quá trời đẹp luôn anh chị à, quá trời đẹp luôn. Đó đây nội, đó cửa nè, nguyên zin còn rất là đẹp ha. Rồi nội thất cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Đó, trần thì được bọc 5D anh chị nha, hai dàn lạnh lập lập anh chị ha. Dòng xe G xịn thì có túi khí nè, có ABS nè ha, hai dàn lạnh lập lập anh chị nha. Ở đồng sơn của nó này nhìn anh chị thấy có hình quá trời đẹp luôn anh chị ha, quá trời đẹp luôn. Đó, đơn giản nhỏ gọn xinh xinh, dòng xe 8 chỗ nha, ông trùm 8 chỗ rộng rãi luôn anh chị ha. Siêu bền bỉ luôn, đi đầm chắc và bền bỉ anh chị nha. Rồi anh chị nào có nhu cầu liên hệ với em trai nha. Tiếp tục giới thiệu đến cho anh chị tới với chiếc xe Hyundai Santa Fe 208 nhập hàng anh chị ha, 208 nhập hàng nha. Hộp số tự động 2.0 máy dầu. Dòng xe Hyundai Santa Fe này là ông trùm máy dầu siêu êm anh chị nha. Ông âm trùm máy dầu siêu êm luôn, máy dầu mà nó y chang là máy xăng luôn anh chị à. Trong xe ngồi rất là đầm và rất là êm. Xe này thì nói chung là không dịch vụ taxi nha anh chị, không kinh doanh dịch vụ taxi và sùng chỉ nguyên zin hết nha. Xe là bao anh chị không lội nhỏ ha, máy số zin, máy số zin nha. Cửa sổ trời luôn nè, có cửa sổ trời luôn anh chị ha. Xe rất là liền lạc và rất là đẹp, màn hình Android cam hành trình có đầy đủ hết anh chị ạ. Anh chị nào ưng ý xe này thì cứ kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị xem nha. Đó, gửi video cho anh chị xem sơ lược đối với chiếc xe này ha. Anh chị nào ưng ý xe này thì anh chị cứ kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị xem nha anh chị. Xe nói chung là đẹp lắm, anh chị cứ sẽ xem và cảm nhận ha. Đây ấp xi chân kiến và tay nắm đồ, ấp xi tay nắm mà kiện đồ có đầy đủ hết anh chị ha. Xe rất là liền lạc, rất là cứng cáp luôn. Sùng chỉ là không thiếu phần nào nha anh chị nha. Copy đồ vậy ha, quá trời đẹp anh chị ha, quá trời đẹp luôn. Dòng xe này thì đi thì êm lắm, dòng xe này đi rất là êm, máy dầu thôi mà rất là êm ha. Tiết kiệm dầu nữa anh chị ha, 2.0 nhưng mà nó tốt đốt như hao nhiên liệu của nó có tầm khoảng 6 đến 7 lít thôi anh chị ạ. Đây anh chị, vỏ thì bốn cái vỏ cao mới tinh luôn nha, hơn 90% anh chị ha. Anh chị mua về sẵn đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. 4 thắng để ABS, túi khí, hai túi khí nha, và ABS có đầy đủ hết anh chị ha. Đây anh chị, bóng đèn sau nào cũng còn rất là đẹp nè ha. Đó, dòng xe này thì nói chung là đi là quá đẳng cấp luôn á, chiếc xe nó rất là đẹp, rất là liền. Cái dòng xe này đa số người ta mua về để phục vụ cho gia đình thôi, ít khi mà có chạy dịch vụ taxi lắm nè anh chị ạ. Nên xe này nó còn cứng cáp và còn đẹp cho anh chị. Vỏ nè ha, quá trời cao ha, vỏ mới luôn anh chị nha. Mâm nè, quá trời đẹp ha. Đấy, nội thất nè, cánh cửa nè, rất là cứng cáp. Dòng xe này thì đi thì biết bao giờ mới hư. Đây anh chị, đóng cửa rất là khích nha. Thì đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe 208 nhập hàng này thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với anh chị là 370 triệu nha anh chị nha. 370 triệu, anh chị mua về sẵn đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu anh chị ạ. Xe đầy đủ tiện nghi đồ chơi hết rồi ha, màn hình Android cam hành trình, bốn quả lốp mới nè ha, rất là đẹp, và bóng đèn đồ cũng còn rất là đẹp, và xe người ta đi giữ gìn rất là kỹ nha. Chiếc xe còn quá trời đẹp, quá trời liền luôn. Anh chị nào cảm thấy hợp chân thì anh chị cứ liên hệ với em nha, để trao đổi với em anh chị ha. Xe quá trời đẹp luôn ha. Thì đối với chiếc xe này thì bữa giờ em mua để làm xe công vụ, em đi lại mua bán xe á, nên là em đã gia tên chính chủ luôn rồi. Anh chị nào mua thì em sẽ ký ủy quyền cho anh chị xài tiếp cũng được, mà ký bán rút hồ sơ cho anh chị cũng được nha. Đối với chiếc xe này thì em bữa giờ em mua về, em xác định là mua để làm chân đi, làm chân đi. Bữa giờ thì nói chung là giờ cũng chán á, nên muốn bán đi xe khác. Nên anh chị nào có nhu cầu muốn mua sử dụng thì em sẽ để lại cho anh chị nha.
Rồi, bây giờ thì em sẽ quay trở lại tiếp tục với anh chị đối với chiếc xe Kia Morning nha anh chị, Kia Cayenne nha anh chị nha. Tiếp tục quay trở lại với anh chị Kia Cayenne 2014 anh chị ha, 2014 nha. Xe rất là liền lạc và rất là đẹp luôn anh chị ạ. 2014 đời khá là cao anh chị nha. Màn hình Android, cam hành trình có đầy đủ hết cho anh chị ạ. Anh chị mua về sẵn đi thôi, không cần phải làm gì nữa anh chị ạ. Xe rất là liền lạc, rất là đẹp. Không kinh doanh dịch vụ taxi nha anh chị nha. Cam kết bằng văn bản, không kinh doanh dịch vụ taxi, không va chạm cứng đụng, không thủy kích anh chị ha. Xe đi cũng nói chung là không nhiều, cũng không ít, tương đối nha. Đi mới có trăm mấy ngàn cây thôi, nên là xe còn rất là cứng cáp. Một bộ ghế da nhìn rất là đẹp của xe nè anh chị ha. Xe này thì cũng mua về sẵn đi thôi, không cần phải làm gì đâu anh chị. Ốc tán đồ nguyên zin hết nè anh chị ha. Rồi, anh chị thấy không, đóng cửa nè, rất là khít ha. Rất là khít. Thì đối với chiếc xe này là 2.0 nha anh chị nha, 2.0 bản đủ ha, 4 thắng đệ nha. Xe 5+2 7 chỗ anh chị ha. Mình thùng của nó là anh chị thấy không, thấy quá trời đẹp, quá trời liền luôn anh chị nha. Xe là không thiếu phân xùng đâu anh chị ạ, nguyên zin hết anh chị nha, nguyên zin hết á. Anh chị nào mình cảm thấy hợp chân của mình thì cứ ủng hộ em trai nha. Lên tại cửa hàng 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai để xem xe và chạy thử nè anh chị ha. Đây anh chị vô lăng nó nè ha, không dấu hiệu bị chạy xước ha, không dấu hiệu bị chạy xước gì hết á. Phụ số đó ha, nó màn hình Android nè, có đầy đủ hết ha, cam hành trình có đầy đủ hết nha. Đó, trần nè, quá trời đẹp luôn anh chị ha, nguyên zin hết nè anh chị. Đây có đồ che mưa nè, nguyên zin còn rất là mới luôn anh chị ạ. Chủ xe người ta đi rất là giữ gìn được xe, nên là chiếc xe nó còn khá là cứng nha, khá là cứng nha. Gầm bệ máy móc là nguyên zin còn rất là đẹp anh chị ạ. Anh chị đó, nách cửa nè ha. Nói chung là mình mua xe cũ là mình chủ yếu là xem nách cửa nè ha. Nách cửa với sùng, cái nách cửa đồ nè, nguyên zin hết, ốc tán nguyên zin hết nè, chưa tháo gỡ gì hết anh chị nha. Thì đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng bao anh chị cam kết với anh chị là không bị va chạm cứng đụng, không thủy kích anh chị ha. Mấy số zin anh chị nha, gầm đẹp đó. Mâm vỏ nè còn rất là đẹp ha, 4 thắng đệ nha anh chị ha. Vỏ còn khá là cao anh chị ha. Đây gầm dè của nó nè ha, đẹp lắm, còn đẹp lắm anh chị ạ. Thì đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng sẽ bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị ha. Anh chị chỉ cần về huyện mình nhập giá tên là ok anh chị nha. Đó, copy nội thất nè, quá trời đẹp luôn anh chị ha. Quá trời đẹp luôn. Bóc khóa đồ cũng vậy ha. Đây, ít cửa đồ cũng vậy nè. Quá trời đẹp ha. Xe là bao anh chị là không có kinh doanh dịch vụ taxi nha anh chị nha. Xe chủ chức xe gia đình nha anh chị. Quá trời đẹp nè. Rồi anh chị nào cảm thấy ưng ý đối với chiếc xe Kia Morning, Kia Cayenne 2014 này thì anh chị cứ liên hệ với em để trao đổi với em nha anh chị nha. Đăng kiện của nó còn khá là dài anh chị ạ. Đến tháng 6 2024 nha. Tháng 6 2024 là nên anh chị mua về tha hồ đi ha. Chiếc xe của nó rất là đẹp, mẫu mã thì nhìn cũng rất là đẹp nha anh chị ha. Rồi, ok, nói chung thì xe cửa hàng còn lại 4 xe à. Hết xe bán anh chị ơi, hết xe bán rồi. Nên là anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe, muốn bán xe thì anh chị có thể liên hệ với em để gửi hình chi tiết nè. Em sẽ tới ngay nhà mua xe nha anh chị nha. Mua về để bán chứ hết xe rồi. Đó, đang cần nhập số lượng xe rất là nhiều để phục vụ cho anh chị ha. Nói chung là bữa giờ bán liên tục luôn anh chị ạ. Cũng rất là cảm ơn anh chị ở các tỉnh và không ngại đường xa lên mua ủng hộ cho em trai ô tô Quốc Hùng. Rất là cảm ơn và mong anh chị lần đầu tiên xem kênh em, cho em xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần anh chị nha. Cố gắng nhập được những chiếc xe đẹp và chất về quay và cùng anh chị xem và bán cho anh chị sử dụng thì mình cũng rất là yên tâm. Nói chung là xe đẹp, xe chất, bán cho anh chị thì cũng rất là hào hứng anh chị ha. Rồi, em ô tô Quốc Hùng cũng xin phép ngừng lại tại đây và chúc cho anh chị một ngày làm việc thật là thuận lợi và thật là nhiều sức khỏe anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha, bye bye.